Tại vì cứ nói tới là chị bệnh không à, chị bao nhiêu năm cứ thất lạc mẹ mà chị nhắn lên cùng chia ly 6 năm mà chẳng có tâm tức gì hết. Chị nghe cái chương trình của kê chị cũng mới mở ra được thôi, thế là chị thấy nó giống cái tương tự của chị quá, À. ngày nào chị cũng coi mà chị khóc hoài rồi. Tuấn Vĩ xin chào cô chú và các anh chị thân mến. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Vĩ xin chuyển tải đến cho cộng đồng hai trường hợp đang nghi vấn là có liên quan đến câu chuyện của cô Kê. Và trước màn hình chúng ta là trường hợp thứ nhất. À, khi mà liên hệ được với Tuấn Vĩ đó thì chị rất là xúc động và chị khóc rất là nhiều vì đây là một cái sự hy vọng lớn lao của chị. Và lâu nay thì chị liên lạc không được. Mà khi nghe qua câu chuyện thì chị nghĩ cô Kê có thể là liên quan đến cuộc đời của chị. À, Tuấn Vĩ xin tóm tắt lại câu chuyện của cô Kê như sau. Thì cách đây khoảng chừng 4-5 tháng về trước thì cô Trần Thị Bích Kê có đến với chương trình và mong muốn là kiếm lại người con của cô. Theo như lời chia sẻ của cô thì cô nói vào năm 1968 thì cô có quen biết với một người bạn trai ở Sài Gòn. Nhưng vì qua cái sự mà ngăn cấm của ba của cô, vì vậy cho nên là ba của cô đã muốn cô đi lên ở trên Gia Lai để tách rời hai người ra. Trong quá trình mà cô lên Gia Lai theo như lời mong muốn của gia đình, thì khi cô lên đến thì cô mới biết rằng là cô đã có bầu. Vì vậy cho nên là cô đã ở lại trên Gia Lai để sinh em bé. Và sau khi sinh em bé ra thì gia đình đã dàn cảnh với nhà bà con là đã cho mất con của cô. Vì vậy cho nên sau khi mà cô đã mất con rồi thì cô lại trở lại Sài Gòn và có sinh sống lại với người bạn trai đó. Sau đó thì cô đã lên chương trình mong muốn kiếm lại người con mà cô đã bị thất lạc năm xưa. Trong quá trình truyền tải câu chuyện thì cũng có nhiều trường hợp đã lên chương trình nhưng cũng vì có những lý do chưa trùng khớp, vì vậy cho nên là chưa một lần nào xét nghiệm ADN. Hôm nay thì có hai trường hợp đang nghi vấn là có liên quan đến cô Kê, vì vậy Tuấn Vĩ xin truyền tải câu chuyện sau đây. Nếu đúng thì đó là một cái điều hết sức là may mắn. Còn nếu mà không đúng thì có ai có trường hợp tương tự thì hy vọng người nhà sẽ lên tiếng. Mời cô chú anh chị chúng ta sẽ đến với trường hợp thứ nhất. Tại vì cứ nói tới là chị bệnh không à, chị bao nhiêu năm cứ thất lạc mẹ mà chị nhắn lên cùng chia ly 6 năm mà chẳng có tâm tức gì hết. Chị nghe cái chương trình của kê chị cũng mới mở ra được thôi, thế là chị thấy nó giống cái tương tự của chị quá, À. ngày nào chị cũng coi mà chị khóc hoài rồi. Dạ. Yeah. Rồi em xin lỗi vì em bận quá đó chị, nên là em không có kiểm soát được hết tất cả các tin nhắn rồi là các cuộc gọi đó chị. Rồi bây giờ mình tuần tự chị ha, chị thong thả đi trò chuyện ha. Dạ, yeah. Chị cho em biết tên của chị ha. Tên chị là Đỗ Thị Kim Cúc. À chị Cúc. Dạ. Yeah. Chị Cúc hiện tại ở đâu? Bây giờ là đang ở Trảng Bom. À, Trảng Trảng Bom, Bom. Đồng Nai. Ấp Dạ. 6 Sông Chầu. Rồi chị thấy chị trùng khớp ở bên cô Kê ở những điểm nào chị Cúc ha? Là lúc mẹ mẹ chị còn bệnh á, là bà mới kể cho, bà giấu lâu rồi. Bà chị nói là ngày xưa có một người mang lại cho, còn bé lắm, nhưng mà bà nói là bà cho một số tiền rồi người đó đi không được lại nhận con nữa. Rồi À. bà nói là người mẹ này mới có 18 tuổi là đã cho đẻ đẻ cũng như là quen người đàn ông này đã có gia đình rồi, cho nên là gia đình không bằng lòng. Là chị thấy cũng trùng khớp vậy. Rồi mẹ là mẹ nuôi lại nói là đẻ có 16 ngày là qua Tết Mậu Thân là mày bị oan hết 1 tuổi đó. Là chị Ồ. ba cái là nó gần như trùng khớp vậy. Mà chị coi Ừ. hình thấy có cái cảm giác nó làm sao, nhìn chị thấy 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 nó làm sao, từ hồi chị coi ra là chị khóc hoài rồi. Dạ, vậy là cũng nói là chỉ có mấy ngày nữa là qua Tết Mậu Thân. Dạ bà thì nói 16 ngày, cô kê thì nói 17 ngày, nhưng mà bà mẹ thì nói là mày bị oan đến 1 tuổi cũng như là 16 ngày là qua Tết Mậu Thân đó.
Dạ. Thật sự đó chị, thì khi em được trò chuyện với chị đó, em nhìn qua cái gương mặt của chị, thật sự là em cũng có linh cảm rất là lớn đối với trường hợp của cô Kê. Thật lòng là như vậy đó. Từ trước giờ thì em tiếp nhận rất là nhiều, nhưng mà gọi là để có cái linh cảm như lần này thì nó không có. Tuy nhiên cái việc này thì cũng chỉ mang tính là mình trao đổi với cái phương diện cá nhân thôi. Còn tất cả là phải nhờ vào cái sự mà để xem cô kê cô trả lời như thế nào và cô có nguyện vọng xét nghiệm cùng chị hay không. Ngày xưa thì nuôi ở La Nga Mẹ nuôi ở La Ngà cơ. và giao nhận chị cũng là ở La Ngà luôn hay sao? Cũng chẳng nghe mẹ mẹ kể gì hết, nhưng mà lúc mà có chị khôn rồi thì chị biết là chị ở La Ngà thôi, còn không biết là giao nhận lúc đâu. Chị mẹ giấu cái lúc mà mẹ gần mất rồi thì bà mới kể. Cũng là gần 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 568 ha, hồi nãy chị nói là gần Tết Mậu Thân chị ha. Bà nói là 16 ngày là qua Tết Mậu Thân, mà bà nói là mày bị oan hết 1 tuổi đấy, bà còn nói vậy đó. Nói chung là cái này thì cũng xác nhận về cái mốc thời gian để gọi là nó gần với cái thời điểm thôi. Chứ còn nếu ví dụ như là nó kể cả khác năm chăng nữa thì cũng mình cũng chỉ nghe qua lời kể. Chứ chứ mình lúc đó chị cũng còn nhỏ, chị đâu có biết chính xác đâu. Chỉ nghe bà nói là lúc đó là mẹ đẻ mới có 18 tuổi, mà quen người bố này là ở Sài Gòn, đã có qua một đời vợ rồi thì gia đình cũng không bằng lòng. Thì bà chỉ kể sơ sơ rồi thôi, bà cũng giấu lúc mà bà gần mất thì bà mới nói thôi. Là cái việc đó là không biết là cái người ảnh chị truyền đạt lại cho mẹ chị như vậy hay sao? Chắc là vậy ha. Dạ cũng chắc vậy, chứ cũng chẳng nghe bà nói gì hết. Chị bà chỉ kể có mấy cái manh mối là cho nên là lúc chị cũng gửi cuộc chia ly thì chị cũng chỉ biết kể vậy thôi, mà 6 năm rồi chị chẳng có tâm tích gì hết nè. Vậy là trước đây thì khi mà chị chưa xem được cái video của em thì chị cũng đã nắm được cái thông tin của chị là như vậy rồi. Dạ sau này mở ra thì mới mới biết cho thấy mà giống với cái tương tự như là mẹ nuôi kể đó. Chị mới nhờ mấy đứa cháu dùng, mà chị ngày nào chị cũng mở, chị cũng kêu mấy đứa cháu là lại coi coi là mẹ có giống hay là bác có giống của cái cô này không, thì đứa nào cũng nói là giống, có nét lắm. Chờ mà chị coi thì chị khóc, ai chị tủi thân chị khóc hoài. Bây giờ thì chị chỉ muốn là nhận mẹ thôi, chứ còn chút đỡ thì chị cũng gia đình chị cũng ổn định rồi, con cái thì đứa có 3 đứa con thì đứa nào nó cũng ổn định hết, có công ăn việc làm hết rồi. Chị chỉ muốn nhận mẹ để cho khi cuối đời mình biết mẹ mình là ai. Cho nên chị gọi cho em hoài mà chị gọi không được. Hôm qua vô tình chị mới mở cái cô Úc Thu Riêng, chị mới thấy cái số điện thoại của em đưa cho cô Úc, chị mới bấm chị coi chị mới gọi được, không chị gọi mấy bữa nay không được. Ok chị, thì em cũng ghi nhận được trên cái cơ bản là như vậy. Rồi em sẽ chuyển tải đến cho cô kê để xem cô phản hồi như thế nào, rồi em sẽ cho chị biết ha. Chị tính là chị kêu đứa cháu chụp hình của cô kê chị mang đi rửa, xong rồi là chị đi xuống thẳng Sài Gòn luôn, là chị tìm, chị tính vô tới đồn công an chị hỏi có biết không, chứ chị không biết đường nào đi hết, chị sốt ruột vậy đó. Tức là chị sốt ruột rồi chị tính chụp cái hình của cô kê đó rồi vô đồn công an rồi chị hỏi cái tung tích về cô kê ở đâu này kia ha. Tội nghiệp không? Thôi rồi bây giờ kết nối được với nhau vậy là một cái điều mà giải tỏa được cái tâm lý cho chị phần nào. Chị gặp được chị cũng mừng lắm, trong sự nhờ em giúp giùm. Được rồi, cái này thì em xin ghi nhận rồi em sẽ cho cô kê biết rồi cái phản hồi thế nào rồi em sẽ cho chị hay rồi đôi bên sẽ có cái quyết định sau chị ha. Cảm ơn em nhiều nha. Ok chị, trên tinh thần vậy nha, rồi có gì em báo chị nha. Em cảm ơn. Rồi rồi chào chị. Bye chị. Cảm ơn chú nhiều. Rồi Được chưa? ok được rồi chị ha. Rồi, bây giờ em hỏi tới đâu chị trả lời tới đó để nó tuần tự hết chị ha. Rồi, em chào Tuấn Vĩ. À, cộng đồng. Dạ dạ dạ
Chị cho em biết tên của chị ha. Tên mình là Trịnh Thị Kim Chi. À, chị Chi. Rồi hôm nay chị Chi kết nối là để kiếm ai chị Chi? Đi có một cái người chị hàng xóm, Dạ. chị cách nhà mình cũng phải 3 4 cây số, chị có tâm sự là chị có là con nuôi, nhưng mà bây giờ mẹ nuôi chị thì mất rồi, nhưng mà lúc quá trình nuôi á là bà thương quá, bà không cho chị biết cái gì. Chị chỉ nghe được những người mà chị em con cháu nhà bà kể, nói là mày là con nuôi mà, là hồi mẹ mày đẻ đó hả, là không biết ai là người ôm bế cho, chứ không biết chính xác có phải là mẹ hay không, mà khoảng còn đẻ ra là khoảng 17 18 ngày nữa là ngày Tết Mậu Thân. Dạ. Cái người bế đến cho thì không biết người đó là người đẻ ra hay là người sao, nhưng mà có nói cái thông tin là mẹ mày lúc đó đó là chừng 17 18 tuổi thôi, Ờ. 18 thì thôi, mà cho bà nhà nuôi thì lúc khi chị nói là chị không biết cho ngay chỗ nào, nhưng khi chị biết được đó là 5 7 tuổi thì chị biết được là chị ở La Ngà Định Quán, À. nhưng chị là sinh năm cuối năm Mậu Thân đó. Mà sau lúc mà Tướng Vĩ đăng cái câu chuyện của cô Kê lên á thì mình có xem cách đây 4 tháng đó, Dạ. mình có xem, tự nhiên mình xem cái hình cô Kê cái mình có cảm giác là cái chị này, chứ thật sự À. hàng ngày cái chị này không có gặp nhau là khoảng chừng một năm mấy chị em mới gặp 1 2 lần hay không nữa đó, nhưng mình tự nhiên mình nhìn cái hình cô Kê mình có cảm giác là cái chị này có nét rất là giống. Cho Dạ. nên mình thì cũng chỉ có thông tin ít ỏi vậy thôi, là sáng nay tình cờ chị đi ngang nhà mình quắt vô mình mới hỏi chuyện, thì cổ cô chỉ về chỉ coi cái câu chuyện của cô Kê á, chị tự nhiên chị nói trưa nay chị lại chạy ra nhà mình, chị nói sao mà chị có cảm giác sao á. Cho nên là từ lâu nay chị cũng có đi kiếm, nhưng mà nhiều người lắm nhưng mà chị không có cảm giác gì hết, sao tự nhiên nay chị thấy sao á đó. Trưa nay chị chạy ra chị nói vậy, rồi hỏi giờ chị có biết thêm cái gì nữa không, chị nói đi để em nhắn cho Tuấn, nhờ Tuấn Vĩ. Cái chị nói bây giờ chị muốn mà biết thêm á thì mặt may chủ nhật này chị chạy về mấy người con cháu của bà chị hỏi thăm coi có ai biết gì không, chứ thật sự bà không nói gì cho chị hết, Dạ. mà nói là con nuôi bà còn chửi người ta nữa, bà không cho nói. Dạ. Thành ra là cũng tội. Mà mình thấy cái hình hồi trưa nay mình mới chụp chị, mình mới gửi cho Tướng Vĩ thì biết rằng nhiều cái câu chuyện Tướng Vĩ đưa lên thì giống thì giống, nhưng mà khi thử ra ADN nó không đúng. Nhưng Dạ. mà cái nghĩa thì mình nói chung có chút hy vọng, thì mình cũng muốn cho cô Kê cũng tìm được con, chứ Dạ. thật sự ngày thì gia đình chị bây giờ con cái có chồng có vợ, gia đình cũng bình thường thôi, nhưng mà ta vẫn ổn. Dạ. Nhưng mà thấy cô Kê á, cổ muốn tìm con khi tuổi cổ lớn rồi đó, thấy tội. Cho nên là chị này thì mấy năm nay chị cũng khao khát tìm mẹ, chứ lúc trước là chị không muốn tìm, nhưng mà sau này chị lại muốn tìm Dạ. đó. Cho nên cũng có chút thông tin vậy gửi đến Tướng Vĩ coi Tướng Vĩ có giúp chị kiểu như là gì bên cô Kê được không, chứ Dạ. thì mình ở Trảng Bom Đồng Nai thì cách cầu Sài Gòn có 50 cây số thôi. Dạ. Chị cho em biết tên của chị đó, tên gì? Chị đó là tên tên Cúc, về bà mẹ nuôi bà đặt tên Cúc. Dạ. Chị Cúc. Rồi, bây giờ thế này chị nè, gọi là kể cả là ở bên chị Cúc có biết gì thêm chăng nữa thì dù sao đó cũng chỉ là cái thông tin ít ỏi thôi, bởi vì ở Đúng ở rồi. cái chỗ là cái lúc đó chị được mấy tháng tuổi mà thì chỉ có nghe nói lại thôi. Thì bây giờ đó, nếu ví dụ như mà đôi bên mà cảm thấy mà có cái gì đó mà nó có linh cảm và có được cái gì đó mang tính là nó giống giống á, và đôi bên có lòng tin á, thì chỉ có thử ADN với nhau, chỉ có vậy thôi. Nghĩ vậy, mình có nhắn với Tướng Vĩ là tại vì Chi á thì sinh năm 75 cho nên là gọi Tướng Vĩ Dạ, đúng rồi chị. Dạ. ha. Chi cũng nhắn với Tướng Vĩ là vậy đó, cũng như Dạ. nếu mà có thể gửi cái hình đó của cô Cúc đó, chị Cúc đó đó, Dạ. cho cô thử coi cổ có cảm nhận gì không. Nếu mà cổ muốn thử ADN thì cổ thử, còn nếu mà cổ không muốn thì thôi, chứ bây giờ mình là cộng đồng mình cũng chỉ biết giúp cô vậy thôi, Dạ chứ dạ. đâu có biết làm sao, mà mình cũng
thấy có cái nét, cái mũi, cái miệng hai mẹ con, hai hai người đó, hai nhân vật này rất là nên á, mình cũng muốn giúp vậy thôi, giờ làm được cái thì làm, tướng vĩ còn làm biết bao nhiêu việc mà đó. Rồi bây giờ thế này, em rất là cảm ơn chị đã quan tâm cũng như là đã có cái ý thức mà báo tin như thế này. Thì em cũng sẽ truyền tải cái hình ảnh của chị Cúc lên và truyền tải cái thông tin của từ chị. Thì chúng ta sẽ chờ phản hồi từ cô kê xem thử cô có linh cảm gì không. Nếu mà cô muốn thử ADN này nọ thì em sẽ báo lại với chị rồi chúng ta sẽ thực hiện tiếp hả chị ha. Chứ về thật sự thông tin quá ít ỏi, mà một ông của cô Cúc á, thì cô quê thì tuốt ngoài Kon Tum, Gia Lai, Pleiku gì, còn cái này chỉ là ở Định Quán La Ngà đó. Cái khả năng thí dụ mình chỉ nói bàn với nhau vui thôi, có khả năng thí dụ bà vú đó, bà bế bà đi cho thì cũng đâu có biết được phải không Dạ, Lễ? đúng đúng rồi chị. Bởi vì ở cái chỗ là đã muốn giấu rồi thì đương nhiên là phải ẩm đi cho xa xa chút, chứ không lẽ mà cho ở khu vực đó thì cũng không có lý lắm. Theo vị nghĩ là như vậy. Cái người cha của đứa bé đó hình như đã có một đời vợ cho nên gia đình không đồng ý, mà mình cũng có nghe cô kê kể hình như là cũng có trường hợp giống như vậy của cô. Là đó, cho nên là giờ người mẹ lúc đó cũng 18 19 tuổi, nhưng mà không biết là cái người nào là người ẵm đi cho, chứ cũng không chính xác là người mẹ đâu. Nếu mà người mẹ thì rồi năm cổ sanh, cái cô chị Cúc này chỉ sanh được 17 18 ngày là Tết Mậu Thân đó. 68, 68 gần Tết. Rồi Rồi em đã nắm được cái câu chuyện rồi, rồi em sẽ truyền tải cái câu chuyện này nha chị nha, có tin gì em báo chị hay nha. cảm ơn chị nha, gia đình Tuấn Vĩ luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an nha, hai Chị. đứa Rồi em chào chị Chi nha. chào Tuấn Vĩ nha. Bye bye chị.